đầu tiên tôi xin chúc mừng bạn vì bạn đã quyết tâm thay đổi bản thân khi bạn sở hữu khóa học này, và hy vọng bạn đã có một cái nhìn tổng quát về clean eating. Bằng việc thanh lọc cơ thể từ ngoài vào trong, bạn sẽ thấy tinh thần mình lạc quan và tích cực hơn. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và kiểm soát một cách dễ dàng những gì bạn ăn và kể cả cảm xúc của bạn. Liệu trình 21 ngày này không phải là một quá trình ăn kiêng, bạn hãy nghĩ nó như một khóa đào tạo và tôi sẽ cùng các bạn ăn như thế nào để có một thân hình thon gọn và tinh thần hạnh phúc. Mục tiêu là giúp toàn bộ cơ quan trong cơ thể được thanh sạch và phục hồi bằng việc sử dụng những thực phẩm chất lượng cao nhất có thể. Bạn sẽ ăn những món ăn nhiều dinh dưỡng trong suốt cả khóa học này, vì thế đừng lo lắng cơ thể bị đói trong quá trình thay đổi này nhé. Ngược lại, bạn sẽ cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng. Trong 21 ngày này, bạn sẽ bỏ qua các loại thực phẩm như là đường, những thực phẩm đóng hộp, rượu bia, thuốc lá. Việc này sẽ giúp bạn ổn định lượng đường trong máu và chất đạm bạn ăn sẽ giúp bạn tăng cơ. Bạn sẽ ăn 5 bữa mỗi ngày, cách nhau mỗi 3 đến 4 tiếng. Nên nhớ, bạn không nên ăn quá no mà chia thành nhiều bữa nhỏ. Việc này sẽ giúp dạ dày sẽ không bị nới rộng ra và khiến bạn ăn càng ngày càng nhiều hơn. Dạ dày sẽ co hẹp lại khi nó tiếp nhận những bữa ăn nhỏ như vậy, từ đó tránh được việc ăn quá nhiều trong mỗi bữa ăn. Ngoài ra, hãy uống một cốc nước ấm, vắt vài giọt chanh vào mỗi buổi sáng và uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để giúp cơ thể được đào thải và thanh lọc nhanh chóng. Sau khóa học này, bạn sẽ cảm thấy bỗng dưng mình ăn ít đi. Tuy nhiên thì không có gì là tự nhiên cả, đó chính là kết quả của sự cố gắng của bạn trong việc giúp dạ dày trở về với kích thước bình thường. Hãy cố gắng nấu và ăn đúng 21 ngày này để đảm bảo cơ thể bạn được loại trừ hoàn toàn những cặn bã độc tố và nạp được nhiều dinh dưỡng nhất cho cơ thể nhé. Sau 21 ngày này sẽ là khoảng thời gian bạn khám phá cơ thể mình. Bạn cần từ từ nạp lại những cái món ăn cũ để tránh dạ dày làm việc quá sức, có thể không tải được gây đầy bụng và khó tiêu. Nhưng tin tôi đi, bạn sẽ khó mà quay lại được việc ăn uống bừa bãi như ngày xưa. Đây chính là khoảng thời gian phù hợp để bạn có thể kéo thêm đồng minh như là bố mẹ hay gia đình để thay đổi thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe này. Đừng quên sự thay đổi tuyệt vời của cơ thể trong suốt 21 ngày này để có những cái sự lựa chọn hợp lý hơn cho bữa ăn. Trong các dịp lễ và tiệc, bạn có thể sử dụng một chút rượu bia, nhưng phải là sau một tuần khi kết thúc liệu trình. Cơ thể của bạn đang sạch sẽ, việc nạp vào những cái sản phẩm không phù hợp kia đôi khi lại khiến sức khỏe của bạn tệ hơn. Vậy là bài học này đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học sau.